bây giờ là đi chơi với chủ này, chiều là chuyện trở về đây. Không, con đi, con giờ đi, đợi đi chơi. Đi chơi chứ. Ở xe đâu có ai tiếp xúc với ai mà đi. Ừ, mà đi chơi chỗ này chỗ kia, đâu gì đâu. Đi đi, trời, con nhỏ dễ thương quá ha. Trời ơi, ít giống mẹ quá à, giống ba. Ba nhiều không, bắt mấy đứa này giống ba không à. Bởi ba nó cưng lắm. Giống ba quá trời. Giống ba, y chang không giống anh Hương vậy. Gái giống ba giàu bao họ. Hương cắt mắt hả Hương? Dạ. Cắt mắt hả không? Bữa chị dạ. Thấy ừ. Cắt mắt, mắt to đẹp hả? Quá nha. Vậy Nam cắt á. Hả? Vậy Nam cắt khéo lắm á. Mà có người hộp cắt sâu bị mắt thành ấy chứ. Mắt thành bị cái chi á, xấu lắm, mắt tròn tròn lên á. Dạ. Đúng rồi, hên xui chị. Dạ. Có con kia có duyên có dáng á, tự nhiên cắt ra cái mắt vừa xấu. Đúng rồi, cũng hên xui. Mắt cười của hôm chú Phan nói á, chú thương đứa nào đây mà tự nhiên kêu ông ngoài cái mai mốt lên cái nó quên ngoài luôn. Đây nè, chị này nè. Đứa nào? Chị này là chị là chị đứa đầu á, đầu đứa đầu tiên nè. Đứa đầu tiên là đời cháu ngoại là bắt chưa có cháu. À, cái kêu ông ngoại ngoài à. Giờ sao lớn mốt con lớn lên cái nó quên cha nó không kêu ngoại. Nó chỉ biết ông ngoại đây. Đứa qua ông ngoại này nhiều, ông ngoại kêu con ở đây đi làm có công việc rồi. Thôi. Thế lại có công việc làm nữa. Mà khi nào rồi thai rồi bao nhiêu ở chứ khỏe cần chủ với cháu này kia tỉnh nào thì thai bao bên đó nó thai có những cái có chủ quan chủ đôi chủ xuân này kia nó vui được được cô đơn đi có bà con gần gần dễ sống đi đi gì ổng vậy ổng đi để chị ổng gì về với Vi thích em lắm con Vi chắc cưng dữ ra cưng lắm. Con Vi cưng. Có hình không chị Mai cho em coi chị Vi có hai đứa còn đứa thì phải một chưa chụp. Không hiểu nó cũng gan sao thì Vi tôi cái khăn chút chút đây lẻ này chưa lớn à lấy chồng mà lẻ mặt bà dễ thương á sáng sủa dài thằng đó thằng lớn tìm mấy bài hoa chị biết không nó gọn gàng vâng hai vợ chồng có con phải ở nhà bự để có phòng riêng tụi nó đó. Nhưng mà hai chồng có tiền còn con có mình không tiền đâu con thôi vậy là được rồi tụi có một con mình mà đẹp á thì con có nợ nần với ai đồng bằng là đi làm hai hãng đồng hãng mười mấy đồng giờ cũng đủ ăn con ngày là con có đi chứ chắc tốt hơn phải phụ chị chứ không thôi đồ ăn quá trời nhiều mà ba ba ăn đồ ngọt không được ba sợ thấy đường quá thấy đường từ tương đó, hả? Đó cho nên thấy đồ ngọt rồi xôi chè ba ăn không được chú có cái đưa xôi mặn á chú uống đuối nhớ tới tự tôi ăn với nghỉ ngơi chú thấy mặn thì lên đi chơi con đi cảm ơn đi nghe là chủ đi mà đi chơi chỗ này chỗ kia chứ đi vòng vòng rồi khỏi cái đầu à đi vòng vòng tự nhiên thích đi à nhà rồi thì chú biết không có gì không trời ơi một đợt là một trăm kinh Phật như con thầy giảng đi đâu ấy. Biết nhà ông Việt Nam dạ nhà hai chồng Việt Nam bán nhà hao luôn nhà cứ hơn ở cắt cỏ cho chị luôn không chị cứ lên già dọn sớm viện có ông đỡ có cái sức khỏe để mà người dân người chụp hình chụp uống rồi luôn thương không ba người xin mà mặc áo quần dài chụp cảnh đấy năm nay nhá được chưa rồi cái 1 2 3 rồi quan ngon để xì được cái mặt ra 1 đẹp thế nào tươi thế nào tươi 1 2 3 rồi cho ông bà ngoại chụp hình riêng đấy. Ông bà ngoại chụp hình mai cài với baby rồi và 4 người rồi. Dạ. Dạ, cho đánh ra con, đánh ra. Để, cho con chú vui. Yeah. 1, 2, 3. Rồi, xong. Xong. Yeah, wow. Hey. Yeah, wow. Hey. Rồi. Anna. Trời ơi. Sao lại làm nghĩa ra vậy? Cho nó đẹp. Anna. Được chưa? Được chưa này? Anna.
Trời ơi, chỉnh đẹp rồi, Hà Nam bỏ tay miệng à. Bỏ tay miệng xấu lắm. Ừ, dạ. Ừ, ừ, đẹp á, ra ra đẹp á. Ra ra, đi ra ra. Đi đi à. Dạ, chụp hình kìa. Dạ, 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 dạ. Rồi, đẹp quá, bà 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 bà. Kiếm, ráng kiếm á chứ mà không ra vậy. Không có tóc đầu không vậy? Ráng kiếm không ra chứ một con bận quá, mệt quá. Nuôi con. Do này, do một chút này. Do đây này. Ba đây nè. Ba đây nè. Hai. Ba. Thì cái mặt nó xấu không chị? Xấu xí thương chứ xấu xí. Trời, tuần vừa rồi hắn nó ốm. Bệnh á. Cảm ơn. Quá trời. Lấy lại sao? Daddy. Đây nè, chôm chôm. Do nè. Nó sát đến sát sát cho đồ ăn rồi. Đồ ăn gì quá. Trời, xô đi. Xin email nó rồi cái gửi hình rồi con phiên rồi qua em kiếm quên rồi để nó phải xài ở ở con mail kia. Tại vì con đi làm có email nhưng mà thầy kiếm biết sao đóng có 10 đồng nó chậm lắm. À. Dạ, chậm. Nhớ trung thu, bánh trung thu này đề, khỏi cúng là đừng cúng đó nha. Thôi. Để nó lại dùng thôi. Ăn một chút đi xếp. À, con không có hình hình ba hả? Dạ, bên má con thờ, con thờ bằng thật hả? Không, con thờ ba nữa. Dạ. Để gả với đứa cha, con hiểu. Dạ. Con thờ bằng thật, bên má. À, con thấy ảnh không chủ ghẹt cho con. Dạ, con có ảnh ba chứ. Ờ, à, con thờ chứ. Sao cứ gả với đứa cha, dù sao đi nữa. Ô, ba mình lúc nào mình phải thờ, để bình thường đi đứt. Dạ. Không. Trời ơi, con mặc áo quần vậy chú quay hoài chú. In Atlanta. Now where we go? Chụp vậy đâu có thấy đâu ba. Mai Nguyễn, app Yahoo.com không? Có chữ A đâu, có chữ A. Có chữ A, rồi gì nữa? Màu đó.
Chú nồi. Địa chỉ không có đó. Có địa chỉ rồi. Ba có ai chụp cái gì vậy? Con. Ba chụp anh chụp ba mẹ với em. Mami đây. Đang ở đâu? Just là Atlanta. Mami. Giờ đang ở đâu Thao?
Là tháng nào? Have to Coca-Cola headquarters and aquarium. Đẹp ra đâu? Đẹp ra? Đẹp ra này, Daddy quay phim phim này. Turn around. Turn around. Con này phải mắc với em được chút rồi. Cái gì đó, quên mất rồi. Gần mà trong... Đó, đó. Cái đó là của ra. Hana. Hana uống nước gì vậy? Còn nãy uống nước orange. Orange. Nồng rằng. Ôi, nói xấu con gái kìa đi không. Eddie, do you not nhớ trick me. Đeo sợi dây gom thôi đó. Daisy giỏi lắm, Daisy thương Daddy lắm. Để thấy Daddy không có ghế, Daisy qua bưng cái ghế cho Daddy ngồi á, tội nghiệp chứ. Khổ cái. Còn cái là ghế ở đây nó dính vô cái sắt cái mái á. I love you baby. Hết pin rồi. Thôi để lấy cái iPhone của mình ra để chậm nha. Nè. Quay mami đi, mami kìa. Con quay kìa. Hai. 23 gì? It's my birthday ever. Hôm nay lễ Labor Day. Daddy với mami mua vé cho ông bà ngoại, hai đứa con, ba đứa chứ. Daisy đem về Hannah đi chơi. Với Daddy, không nói Daddy á. Thì Daddy má mới mua vé. Rồi, tớ quay ông bà ngoại nè kìa. Có hung rồi này, quay hung rồi này. Hannah mời Hannah. Ông ngoại hung bà ngoại kìa. Ai quay phim? Để con. Daisy quay phim á, Daisy là camera lady. Ông bà ngoại, cảm ơn Daddy má mẹ con. Cảm ơn được con mua vé cho ông ngoại bà ngoại. You're welcome. Nè, chị mai nó sôi nè, thấy không? Ngon quá. Daisy giờ quay phim giỏi nha. Đừng có quay lên quay nhiều. Con biết. Chóng mặt. Con làm như vậy thôi. Kỳ xấu. Nước cà hê nè. Nước của ai đây? That's mine. Con. Sao con biết được? Nè, của Deborah, ít của con nhiều. Hả? No, mine's bigger. No, I Còn got lots. Tracy. I got lots. Cái này Tracy phải không? Yeah. Okay. I got lots. Bạn được đắt quá. Nhìn nó hút là biết của Deborah rồi. Gì vậy con? Ô, chị nó ngồi chung. Nóng ô chị nó ngồi chung. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Mầm. Sao Deborah chọc nó? Nó. Ai nhảy bay nó hơn ai ngồi chung với nó hết. Hannah nhìn nè. Hannah. Bà ngoại là... Hannah. Hannah. Họ cái nhất thế giới. Hannah ơi, Hannah. Mặt khó quá. Hannah chi nè. Quay ở ấm nồi. Chi. Chi đi. Chi. Đeo vô. Ơi bắt chước đây đi, đeo mặt mặt bắt chiến cho Hannah. Mặt bắt chiến cho Hannah đây đi. Này này này, đây đi nó đeo nè. Ok, so đi. Nào. Để không ăn nữa. Đổ đổ ra, đổ đi. Nước đổ ra. Nhìn không Hannah?
mấy cỏ những giếng này người ta nằm được là tại vì giếng cỏ được không? Đúng được rồi phải không? Bên đường cái bom gì đó con? Nhá. Đó của Coca-Cola đó. Tịnh Coca-Cola đó. Quân của đòi chi? Coi cái đầu quay của nó sản xuất của nước cốt làm sao tại cốt cũng nổi tiếng. Lịch sử Coca-Cola. Nhưng mà cái kịch này luôn. Go sing, Deborah. I heard you singing. Well, I sing. I don't know. Do you want to sing? I know that song, but I'm going to my dad's one. See? Everything I do this? I'm trying. Put your hand off. Put your feet off. So? Because I'm going to record. Record where? I'm going to put it right here and record each other. Hey, 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 hey. Daddy! Deborah, bỏ cái chân ngay chỗ camera. Yeah, I'm going away. Để luôn. Yeah. Tốt. Chi. Chi daddy. Chi. Vậy có biết ai quay phim không? Biết không? Are you sure? Yeah. Yeah.